mình có thể thấy hình ảnh trước khi sử dụng dịch vụ của chị đây chị nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Viện Thẩm mỹ Korea xin phép chia sẻ một cái bí mật rất là tuyệt vời của chị trên khách hàng đang sử dụng cái phương pháp cấy tinh chất vitamin điều trị sẹo thâm tại Viện Thẩm mỹ nhé. Em xin phép là sẽ hỏi chị một chút xíu về cái tình trạng da trước khi sử dụng dịch vụ của chị có được không ạ? Vâng. Chị có thể chia sẻ trước khi mà sử dụng cái phương pháp cấy tinh chất vitamin điều trị thâm thì tình trạng da của chị như thế nào được không? Trước đây thì cái thời mà em còn học đại học ấy, vâng, da của em bị mụn sẹo thâm nhiều. Vâng. Mà em đi nhiều spa rồi, không hết. Vâng. Hiện tại thì là chị sau cái liệu trình cấy tinh chất vitamin thì chị thấy tình trạng da của chị như thế nào? Hôm nay là buổi cuối của chị rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Em thấy cái những cái vết thâm của em ấy, chị nhìn mặt em là gì còn vết nào đâu. Đúng rồi, hiện tại thì bây giờ không thể nào nhìn thấy một vết thâm nào trên tình trạng da của chị cả. Đấy, nếu như chị không phiền thì em xin phép giới thiệu một chút về cái hình ảnh trước khi sử dụng dịch vụ của chị để các khách hàng có thể hiểu rõ hơn về cái phương pháp cấy tinh chất vitamin điều trị sẹo thâm do mụn để lại nhá. Đây các bạn có thể thấy nhìn hình ảnh của chị khách hàng đấy, đây là tình trạng các vết thâm do mụn của chị để lại rất là nhiều. Đó, đặc biệt là cái liệu trình này thì cái tình trạng mụn của chị là kéo dài rất là lâu rồi, từ ngày mà chị còn đang là sinh viên đúng không chị? Đó, và với cái tình trạng vết thâm mụn này thì nói thật là chị cũng có chia sẻ trước khi mà đến Viện Thẩm mỹ để làm cái liệu trình này là chị rất là tự ti khi mà đi ra ngoài đường. Mặc dù là đã che rất là nhiều khuyết điểm này, sử dụng rất là nhiều các cái phấn này, kem che phủ khuyết điểm, nhưng mà nó vẫn lộ rất rõ. Và sau khi mà ghé qua Viện Thẩm mỹ Korea để sử dụng cái phương pháp cấy tinh chất vitamin điều trị tình trạng sẹo thâm do mụn này thì có thể thấy là tình trạng da hiện tại hoàn toàn không còn một vết thâm do mụn nào ạ. Chị có thấy hài lòng về liệu trình dịch vụ này không chị? Có chứ chị, em rất là hài lòng. Chị có thể chia sẻ với những bạn bè mà đang thật sự quan tâm về liệu trình dịch vụ này, có thể ghé qua trực tiếp Viện Thẩm mỹ để được các chuyên gia thăm khám, kiểm tra và tư vấn kỹ hơn về liệu trình dịch vụ nhé. Cảm ơn chị về những chia sẻ ngày hôm nay đã giúp cho các khách hàng có thể hiểu rõ hơn về liệu trình cấy tinh chất vitamin hỗ trợ trong vấn đề điều trị cải thiện thâm do mụn. Với liệu trình điều trị này, Viện Thẩm mỹ cam kết nó có thể là làm tình trạng da của mình sáng đồng đều màu hơn, đồng thời giúp cho các cái vết thâm do mụn của mình có thể hỗ trợ cải thiện từ 90% đến 100% nhé. Với liệu trình dịch vụ này hiện tại đang có rất là nhiều ưu đãi, giảm giá tới 60%. Mọi thắc mắc của khách hàng, các chị có thể liên hệ trực tiếp vào trang fanpage của Viện Thẩm mỹ hoặc có thể ghé qua trực tiếp hai cơ sở ở Viện Thẩm mỹ Korea tại 99 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc 7981 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội để được các chuyên gia sẽ kiểm tra và tư vấn kỹ hơn về liệu trình dịch vụ. Cảm ơn chị về những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip livestream của Viện Thẩm mỹ và xin chào.